Yuta Okutsu mới thực sự là chìa khóa để đánh bại Sukuna. Nghe có vẻ không đúng cho lắm, nhưng sự thật là câu chuyện hiện tại đang nghiêng về chiều hướng như vậy. Trong diễn biến của câu chuyện, chúng ta kỳ vọng rằng Yuji sẽ là người có khả năng vượt qua Sukuna, đang trở nên ngày càng mờ nhạt và phức tạp hơn so với những ước lượng trước đây. Sự mạnh hiện tại của Sú đạt đến một đỉnh điểm đáng kể và hầu như trở nên vô vọng, khiến cho hy vọng vào Yuji như một anh hùng giảm bớt đi. Mỗi bước tiến của Sukuna là một nguy cơ, với sức mạnh ngày càng gia tăng và khả năng chiến đấu trở nên khó lường. Trong giai đoạn hiện tại, việc làm tổn thương Sukuna trở nên ngày càng khó khăn, đặt ra một thách thức đầy gian nan cho việc tìm kiếm một chú thuật sư có thể đối mặt và chiến thắng được hắn. Một viễn cảnh cực kỳ tồi tệ cho phe chính diện cũng có thể xảy ra, và chúng ta dù có muốn hay không thì với sức mạnh hiện tại, Sukuna có thể hoàn toàn tiêu diệt tất cả những chú thuật sư còn sót lại ở phe chính diện. Bất kể chúng ta có chấp nhận hay không, khi mà mọi nỗ lực bảo vệ trước mối hiểm họa của Sukuna dường như trở nên không khả thi. Tuy vậy, chúng ta vẫn có quyền được mong chờ nhân vật tiếp theo có thể phát triển và đánh bại Sú ngay lúc này. Đó chính là Yuta Okutsu. Và trong video lần này, hãy cùng tôi phân tích thêm về nhân vật này, cùng với đó là giả thuyết về sức mạnh thực sự của Yuta. Cảnh báo video có chứa các chi tiết spoiler, hãy cân nhắc kỹ càng trước khi xem. Tác giả của Jujutsu Kaisen chắc chắn sẽ phải đối mặt với thách thức kết thúc câu chuyện một cách thuyết phục sau cái chết của Gojo Satoru. Hiện tại dường như không có cách hợp lý nào để vượt qua được vua nguyền hồn lúc này. Sức mạnh của hắn đã được chứng minh là vượt trội. Vậy nên việc làm nên một nhân vật khác có khả năng đánh bại hắn là một điều vô cùng khó khăn. Yuta Okutsu cũng là một nhân vật có tiềm năng rất lớn, nhưng việc cậu thể hiện trên chiến trường vẫn có vẻ là hơi ít. Cuộc chiến tiếp theo diễn ra giữa Sú và Yuta có vẻ sẽ là một điều không tránh khỏi. Và lúc này chưa thể phân định được người chiến thắng vì tiềm năng toàn diện của Yuta chưa được bộc lộ. Nếu trước đây với những giả thuyết cậu có thể vượt qua Gojo là đúng, thì cậu sẽ là một đối thủ ngang tầm với Sú và chúng ta cũng có hy vọng rằng cậu sẽ có thể đánh bại hắn. Nhưng ở thời điểm này trong câu chuyện, khi Yuta chưa ở đỉnh cao thì Sú đã dần chạm đến thời kỳ hoàng kim của mình trong quá khứ. Bởi vì Yuta theo tôi vẫn còn là một bí ẩn lớn nên không thể đưa ra câu trả lời hoàn toàn đúng trong giai đoạn này. Yuta Okutsu là một trong 4 chú thuật sư đặc cấp đã được trường chuyên chú thuật công nhận. Do sức mạnh to lớn của Rika, người mà anh vô tình nguyền rủa. Trong lần debut ở movie 0, chúng ta cũng đã thấy được tiềm năng to lớn của cậu. Cùng với đó là sức mạnh khủng khiếp của Rika, thì cậu đã đánh bại được Geto. Satoru đã dự đoán rằng Yuta cuối cùng sẽ vượt qua anh về sức mạnh nếu có đủ thời gian. Khi Yuji gặp Choso, Naoya và Yuta, Choso đã khuyên cậu em út của mình phải chạy trốn bằng mọi giá và coi sức mạnh của Yuta ngang bằng với Gojo. Với một người rất có nhiều hin về việc có thể vượt qua được thầy gỗ, thì với những gì cậu thể hiện vẫn còn quá ít đúng không nào? Nhờ mối liên kết với Sugawara no Michizane, mối quan hệ này lần đầu tiên được thể hiện khi Yuta biến Rika thành một oán linh. Sức mạnh của Yuta được bộc lộ qua một lượng chú lực đặc biệt lớn, khiến cho Rika trở thành một oán linh mạnh mẽ đến mức mà chính Geto cũng không khỏi công nhận và trao danh hiệu nữ hoàng lời nguyền cho cô. Điều này là một biểu hiện rõ ràng về sức mạnh và tầm quan trọng của Yuta trong thế giới đầy nguy hiểm của Jujutsu Kaisen. Sau một năm trải qua chuỗi đào tạo tại nước ngoài của Miguel, Yuta trở về Nhật Bản với khả năng kiểm soát chú lực của mình đã được nâng cao đáng kể. Trong những cuộc chiến, dòng chú lực đặc biệt liên tục lan tỏa quanh vũ khí và cơ thể của Yuta, đồng thời bù đắp cho thiếu sót về sức mạnh thể chất của cậu. Những đòn tấn công của Yuta mang theo sức mạnh phá hủy không giới hạn và cậu có khả năng giảm thiểu mọi tổn thương gây ra cho bản thân mình. Bất chấp hình ảnh yếu đuối và khả năng tự vệ ban đầu, Yuta đã phát triển một cách ấn tượng, không chỉ về khả năng chiến đấu mà còn về sự phối hợp và sáng tạo trong chiến thuật. Trước khi đối mặt với những tình huống nguy hiểm, khả năng tư duy của Yuta đã trở nên linh hoạt hơn, giúp cậu tìm ra được những giải pháp thông minh và hiệu quả. Đồng thời, khả năng sử dụng sức mạnh nguyên rùa của cậu đã trở thành một yếu tố lợi thế quan trọng, giúp cậu thích ứng và đối phó với các thách thức đa dạng từ các đối thủ mạnh mẽ. Và thực sự theo tôi thấy, thì Yuta là một chú thuật sư với công thủ có thể coi là toàn diện, với những kỹ năng như phản chuyển thuật thức hoặc sao chép thuật thức. Cộng thêm đó chính là oán linh đặc cấp Rika luôn bên cạnh, thì khả năng chiến đấu của cậu trở nên khó lường hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, dù có phân tích bao nhiêu thì chừng đó vẫn chưa là đủ để đánh bại Sú ngay lúc này. Vậy nên, chúng ta sẽ có một giả thuyết cũng có thể coi là điên rồ dưới đây. Ngoài Yuji là main của bộ truyện ra, thì tới giờ tôi vẫn thấy nhân vật này khá là chán và lép vế trong chính bộ truyện của mình.
Hiện giờ thì tứ đại đặc cấp cũng đã đi củi hết 3 người rồi, nên việc kỳ vọng vào Utah lúc này cũng là một phương án tốt nhất. Sự nổi bật của Utah trong bộ phim không nhất quán. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn là do cách Gege Akutami xây dựng câu chuyện. Jujutsu Kaisen Movie 0 được coi là một tác phẩm độc lập và mangaka không nghĩ đến việc làm bất cứ điều gì về thế giới chính của Jujutsu Kaisen. Việc Utah được lồng ghép vào cốt truyện chính khá kỳ quặc nên cậu không còn nổi bật nữa. Tuy nhiên, xét đến cách tác giả xây dựng câu chuyện cho đến nay, rất có thể Utah sẽ là bước ngoặt của câu chuyện. Cậu ta là một trong số ít người có thể trở thành thách thức đối với các nhân vật phản diện chính mà không khiến điều đó trở nên gượng ép hoặc bất ngờ xuất hiện. Giả thuyết bắt đầu giống như thế này. Cơ thể của Gojo có khả năng đã được đưa ra khỏi chiến trường thông qua thuật thức của Uiui, và Utah có thể có được lục nhãn của mình thông qua Rika. Người ta đã nhiều lần chứng minh rằng Utah có thể bắt chước rất nhiều thuật thức, và nếu Rika có thể ăn được lục nhãn thì cậu ấy sẽ có khả năng tương tự mà chỉ Satoru Gojo mới sở hữu. Nó sẽ phù hợp với chủ đề của câu chuyện vì Utah có khả năng sử dụng các thuật thức chỉ dành cho một số gia tộc nhất định. Vì vậy điều này có thể hợp lý, đặc biệt khi xem xét việc cậu cũng có liên quan đến Satoru như thế nào. Điều này đã được tiết lộ ở cuối movie 0. Hầu hết người hâm mộ Jujutsu Kaisen đều đồng ý rằng Utah cần có một khoảnh khắc tuyệt vời cuối cùng trong bộ truyện và đóng vai trò chính trong cốt truyện để hoàn thành công việc chống lại Sukuna. Mặc dù việc có được lục nhãn của Gojo có thể không phải là cách để thực hiện điều đó, nhưng đó là một giả thuyết có sức nặng đối với bộ truyện. Lục nhãn cho phép người dùng thấy trước và có nhận thức phi thường trong trận chiến. Hơn nữa, họ có thể điều khiển và hiểu được dòng năng lượng bị nguyền rủa, mang lại cho người dùng khả năng thực hiện các nhiệm vụ đáng kinh ngạc một cách dễ dàng. Tuy nhiên, lục nhãn chỉ là khả năng cảm nhận và nó sẽ chỉ giúp Yuta hỗ trợ Yuji và những người khác bảo vệ khỏi Sukuna, chứ không loại bỏ được hắn hoàn toàn. Điều này đặt ra một câu hỏi quan trọng khác, liệu Yuta có thể duy trì được kỹ thuật lục nhãn không? Lục nhãn trong Jujutsu Kaisen là một khả năng cực kỳ mệt mỏi và đau đầu. Nó không chỉ xóa bỏ khả năng của não mà còn đốt cháy năng lượng của người sử dụng từ bên trong. Một luồng thông tin như vậy thật mệt mỏi và Gojo phải mất nhiều năm để thành thạo. Vì vậy, Yuta có thể không chỉ đơn giản là có thể sử dụng lục nhãn theo nghĩa cao nhất, mà kỹ thuật sao chép của Yuta chắc chắn sẽ mang lại cho cậu một lợi thế nhất định khi sử dụng kỹ thuật này. Nói như vậy, chúng ta cũng có thể kết luận rằng lục nhãn có thể không thể đánh bại Sukuna ở hình thức và ở giai đoạn này. Và tất cả những gì chúng ta có thể hy vọng là kỹ thuật này không giết chết Yuta trong quá trình sử dụng. Khả năng giữ lại và giải phóng một lượng chú lực vô hạn là điểm độc đáo của Yuta. Mặc dù cậu ít xuất hiện trong cốt truyện, nhưng không thể phủ nhận khả năng của Yuta trong việc ức chế sức mạnh của lục nhãn ở thời điểm hiện tại là có thể xảy ra. Khi chúng ta dành thời gian để theo dõi sự phát triển của Yuta trong vai trò của một chủ thuật sư, chúng ta có thể nuôi hy vọng và kỳ vọng vào tiềm năng to lớn của cậu ấy. Nếu đúng, theo quan điểm của tôi, Yuta có thể đem lại sự khai phá đáng kể cho khả năng của lục nhãn, vượt trội hơn nhiều so với Gojo, giống như cái cách Kakashi đã tận dụng Sharingan bằng tài năng của mình trong Naruto. Thường thì những so sánh như vậy có thể trở nên quá lạc quan và dễ bị mờ đi bởi sự khác biệt. Tuy nhiên, những so sánh như vậy cũng có thể là nguồn động viên, giúp chúng ta duy trì niềm tin vào điều tốt lành và chính xác. Việc Yuta có kế thừa lục nhãn trong Jujutsu Kaisen hay không, không phải là vấn đề khi nào mà là tại sao. Nếu cậu ta sao chép khả năng đó, nó sẽ không chỉ là điều kỳ diệu, mà cậu ta còn có thể có được các giác quan và tầm nhìn của Gojo. Điều này sẽ rất có lợi cho trận chiến của cậu với Sukuna. Một khả năng như thế này rất mạnh mẽ và bất khả chiến bại, nhưng người sở hữu phải nhớ những hạn chế của nó trước khi hành động liều lĩnh. Điều mà chúng ta có thể hy vọng từ Yuta trong Jujutsu Kaisen. Trận đấu giữa Sukuna và Satoru đã mở đầu về nhiều khía cạnh trong phong cách chiến đấu của Vua Nguyền Hồn. Một điều bất ngờ nhất về hắn là sự thành thạo vô song cả trong cận chiến lẫn chiến đấu tầm xa. Trong số những người thuộc phe chính diện, chỉ có Maki Zenin và Yuta Okutsu được xem là chuyên gia võ thuật. Rất không may, Maki mặc dù mạnh mẽ trong chiến đấu gần nhưng lại gặp khó khăn khi phải đối mặt với tình huống ở tầm trung và tầm xa, nơi mà Sukuna nổi bật. Điều này làm cho Yuta Okutsu trở thành lựa chọn duy nhất có thể đối mặt với Sukuna trong một cuộc đối đầu đầy kịch tính. Yuta đã thể hiện chuyên môn của mình trong cận chiến nhiều lần xuyên suốt bộ truyện. Lần gần đây nhất chính là khi anh chiến đấu cùng với ba đối thủ mạnh trong phần tử diệt hồi du. Đối thủ của anh là Kuro Rushi, linh hồn bị nguyền rủa ăn thịt người. Ryu Ishigori, người có thể bắn ra năng lượng mạnh mẽ như một khẩu pháo laser. Và Takako Uro, người có thể điều khiển bầu trời. Trong cuộc chiến ba chiều đó,
Yuta thể hiện đẳng cấp bậc thầy trong cả chiến đấu tay đôi, cũng như chiến đấu bằng vũ khí như katana. Cậu ta sử dụng chú lực không đáy của mình để tăng cường cơ bắp, làm cứng cơ thể, đồng thời nâng cao tốc độ và sự nhanh nhẹn tổng thể của mình. Vào cuối cuộc chiến, Yuta xé nát cơ thể bọc sắt của Kurorushi, chịu được đòn tấn công toàn diện của Ryu và nhảy đủ cao để giáng một loạt đòn vào Uro đang bay. Vì vậy, không quá khi nói rằng Yuta Okutsu thừa khả năng đối mặt với Sukuna trong cận chiến. Một trong những lý do khiến Satoru Gojo gặp khó khăn khi chiến đấu chống lại Sukuna là vì vua nguyền hồn đã chiếm được cơ thể của Megumi Fushiguro, từ đó đoạt được kỹ thuật thập trùng ảnh pháp thuật. Nhờ kỹ thuật này, Sukuna có khả năng triệu hồi tất cả các loại thức thần mạnh mẽ để chiến đấu bên cạnh mình, bao gồm cả Mahoraga toàn năng. Nếu Satoru chỉ cần chiến đấu một mình với Sukuna, anh có thể đánh bại hắn. Nhưng một khi những thức thần này xuất hiện và tham gia vào cuộc chiến, Satoru phải chiến đấu chống lại nhiều kẻ thù của một lúc. Điều này chắc chắn sẽ dẫn đến sự sụp đổ của anh. Tuy rằng sức mạnh của Yuta không bằng Gojo, nhưng Yuta có một thứ mà Gojo không có. Đó chính là oán linh đặc cấp Rika luôn chiến đấu bên cạnh. Điều này có thể lý giải được việc Sú chơi hội đồng với Yuta là điều không thể như cái cách hắn đánh với Gojo. Về sức mạnh của Rika thì không cần gì phải bàn, và tôi cho rằng Rika có thể tay đôi với Mahoraga, hoặc thậm chí có thể ăn được cả thức thần này. Ngay cả khi Yuta ngang hàng với Sukuna trong trận chiến tay đôi và có thể sử dụng Rika để đối phó với thức thần của thập trùng ảnh, Yuta vẫn phải tìm cách đối phó với các thuật thức bẩm sinh của Sukuna như là thiết đoạn hay trảm kích. Một đòn chém cực kỳ mạnh mẽ có thể cắt xuyên mọi thứ. Một loạt nhát chém có thể tự động điều chỉnh mức sức mạnh tùy theo độ cứng của mục tiêu. Nếu điều đó vẫn chưa là đủ, thì còn có phần bành trướng lãnh địa phục ma ngự chủ tử, giúp khuếch đại đáng kể các đòn chém của hắn ta đến mức phá hủy mọi thứ trong bán kính 200m. May mắn thay, Yuta còn có một kỹ năng bẩm sinh vô cùng mạnh mẽ mang tên xào chép. Đúng như tên gọi, khả năng này cho phép cậu xào chép các thuật thức của người khác. Với vô số thuật thức tùy ý sử dụng, Yuta có rất nhiều lựa chọn để chiến đấu chống lại Sukuna. Và nếu cậu ấy đáp ứng đủ điều kiện để kích hoạt khả năng của mình, Yuta cũng có thể xào chép thuật thức của Sukuna. Và đó là giả thuyết của chúng mình và niềm hy vọng mới từ Yuta có thể đánh bại Sú. Sukuna có thể là kẻ mạnh nhất trong lịch sử, nhưng hắn vẫn là một nguyền hồn. Điều này có nghĩa là kỹ thuật của Yuta cũng có tác dụng với Sukuna. Thêm vào đó là sức mạnh chiến đấu tầm gần khó tin của Yuta, kỹ thuật nguyên rủa linh hoạt và cô người yêu Rika luôn đồng hành bên cạnh, thì không quá lời khi nói rằng Yuta Okutsu có tất cả những công cụ cần thiết để đánh bại Sukuna. Nhưng liệu cậu ấy có thực sự làm được điều đó hay không thì chỉ có thời gian mới có thể trả lời được. Còn mọi người nghĩ như thế nào về giả thuyết này của chúng mình? Liệu còn những giả thuyết nào về Yuta có thể đánh bại Sú hoặc là một ai đó? Mọi người hãy đưa ra suy nghĩ của mình xuống phần bình luận phía dưới cho chúng mình được biết nhé. Nếu thấy hay, nhớ để lại một like và một share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe kèm theo nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những video sau. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. See you!